Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Nhật Bãi Tới Dương. Trong video clip ngày hôm nay thì cửa hàng em lại lên cho các bác những dòng phẩm mà các bác quan tâm. Đó là những mẫu quạt Nhật Tự Địa và cũng là những dòng sản phẩm đẹp nhất và mang đến cho các bác để các bác xem và lựa chọn cho mình. Về với cửa hàng hôm nay thì là có toàn một cặp đôi quạt cổ cùng với một chiếc tô đèn và một chiếc la vương miện Balakun. Đây là toàn như là dòng vật phẩm mà các bác có thể sưu tầm hoặc là chơi làm quà biếu tặng, rất là ok luôn nhá. Thì trên clip ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác về một cái siêu phẩm, đó là một chiếc tô đèn. Nếu nói về tô đèn thì chắc những cái dòng sản phẩm này thì cách đây cũng rất là lâu rồi và cũng không mấy khi mà có còn để xuất hiện. Các bác rất là ít thấy nhá, các bác rất là ít thấy luôn những chiếc tô đèn đẹp này. Cánh của nó là chóp đầu đạn ốc chí, đúng không nhá. Cái dòng tô đèn này là cũng là rất là đẳng cấp để khi mình chơi mình trưng bày. Đấy, nó cũng là rất là tuyệt vời với giá tiền là rất là hợp lý, cũng là độ sang của nó. Đấy, đây là cái mẫu quạt tô đèn đẹp. Nếu đây là trên clip mà ánh sáng rất là đầy đủ, chứ nếu như vào ban đêm thì các bác nhìn chiếc quạt này nó lung linh luôn, đúng không nhá, lung linh luôn. Chiếc này rất là đẹp luôn, đúng không nhá. Thì nó có cả hẹn đồng hồ hẹn giờ và túp lăng bập bênh, túp lăng cáp, túp lăng này, túp lăng cáp, túp lăng bập bênh, số đẹp, đèn hộp đèn đẹp, các bác nhá. Chân của nó là chân lốc, chân này là nó dạng như chân lốc. Nói chung là đây là một trong những dòng quạt rất là cổ. Thì đời này ấy, thì nó bản chất của nó là gang sắt nhá, cổ này cổ sắt luôn, cổ là cổ sắt này. Dây dợ là vẫn còn rất là xanh từ cái cáp kiếp này, rất là ok luôn. Bầu trên là phần trên của nó là gang đúc, còn bầu sau thì vẫn là bầu thân nhựa các bác nhá. Vì là những cái dòng quạt này thì đa phần là như vậy thôi. Cho dù đắt tiền nữa thì cũng vậy thôi. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là ok luôn. Sơn si là zin nguyên bản, tất cả là zin đét hết các bác nhá. Đấy, không có một tì vết, một cái lốt nào. Đấy, nó là nguyên bản của nó luôn, rất là ok. Đó là một chiếc quạt tô đèn đẳng cấp thực sự luôn, là người chơi mới thấu hiểu đây là một cái dòng sản phẩm mà được gọi là tô đèn đó nhá. Tô đèn thì nó có rất nhiều dạng khác nhau, tức là có những dạng đắt tiền cũng có và dạng vừa tiền. Đây là cũng là thân gang sắt đó nhá. Màu cánh cũng đẹp, chiếc này màu cánh cũng đẹp, chóp cũng rất là sáng sủa. Lồng nước là của nó là sơn rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là ok. Những dòng này thì nó rất là bền và theo thời gian cũng như là cái độ êm của chiếc quạt này. Nó là cái dòng chóp đầu đạn ốc chí, là cái dòng gió rất là êm luôn. Đấy, các bác cảm thấy ok với mình thì chủ động nước máy liên hệ với em nhé. Chiếc này có sải cánh là 30 các bác nhé. Chiếc tô đèn này sải cánh 30 và chiếc này thì để trưng bày thì các bác có thể là phòng làm việc, phòng khách hoặc là làm quà biếu tặng cũng rất là tuyệt vời luôn. Chiếc này mã số của nó là 98 các bác nhé, và có giá là 8 triệu đồng. Bác là quan tâm thì alo cho em, giá rất hợp lý để cho các bác lựa chọn luôn. Đấy, những chiếc này thì cũng có chiếc khoảng lên đến mười mấy triệu đấy các bạn. Nếu mà không may vào mà tay thợ thì cũng phải có giá khoảng trên 10 triệu các bác. Những chiếc tô đèn đẹp này các bác có thể là về để làm quà biếu tặng là rất là tuyệt vời luôn, hoặc là trưng bày. Tiếp theo là một sản phẩm, đó là một chiếc mít cổ nhá các bác nhá. Chiếc này thì có đầu là đầu 4, là đầu 4. Nó ra đời vào khoảng thập niên năm 40. Cánh bàng đời đầu, mít cánh bàng đời đầu, nó có hai dạng, một dạng đời sau thì vào 150, còn đời này nó là đời đầu thì nó rơi vào tầm khoảng 140. Đời đầu thì cái logo này của nó là bằng đồng này, cái này là bằng đồng này các bác nhá. Bản chất của nó bằng đồng, thương hiệu là Mitsu,
cánh của nó là cánh sắt, cánh cánh sắt có dạng hợp kim. Đấy, mà gió của nó dòng này cũng rất là chất luôn các bác nhá. Đấy, đời này thì rất là cổ, chân thân là tem bản tem đồng to. Đời này nó là gần như là giữ được đến bây giờ là gần như là một chiếc nguyên bản như này là rất là hiếm, rất ít luôn. Đấy. Rất là thô, ngày thời đó là họ gia công thủ công bằng tay các bác nhá. Đời này là đời gia công của nó là bằng tay. Rất là thô, thô cảm giác như mình hình dung là nó là một cái phiên bản đời đầu cho những cái nền tảng sau này thì mới có ra những cái lồng làm bằng máy. Đấy. Đời này là 100% bằng tay luôn, thủ công luôn các bác nhá. Đấy. Nên là các bác có cái chất thì cũng có cái hay của nó. Đấy, cũng có cái hay của nó luôn. Đấy. Đời đây các bác nhá, hệ máy bình dầu này. Đấy, hệ bình dầu đẹp. Nước sơn của nó là cực chuẩn luôn, cực kỳ là chuẩn luôn nhá các bác nhá. Nước sơn đét đè, zin đét đè luôn. Zin đét luôn. Chuẩn 100% luôn. Những chiếc cổ như này đét đè luôn. Bác nhìn những chiếc cổ trông rất sướng luôn. Mà độ đẹp của nó từ dây dợ của nó cũng đẹp luôn nhé. Dây này vẫn xanh hết rồi. Có nhìn dây xanh nét này. Đấy, đẹp từng chi tiết một. Các bác nhìn trong này là các bác cũng biết thừa rồi. Đấy. Một cái vài cái điểm chấm kim nho nhỏ thôi. Còn đâu gần như là của nó là cực kỳ là chất luôn. Màu sắc của nó vẫn là đẹp đều như nhé. Từ dây dợ này, phích cắm cổ này. Phích cắm cổ là phích cắm đĩa. Hệ cắm đĩa là ra đời 540. Có nhá. Rất là ok. Đấy. Với cái bản chất chát này. Đời này trước này nó gọi là đời cổ rồi. Mà nó VIP. Các bác trưng bày trước như này nhìn trông cũng thích đấy, không phải đơn giản đâu. Quá đẹp luôn. Đấy, mít cánh bàng. Đấy, mít cánh bàng, mít bình dầu. Gang sắt trước này nó lặng như cái cối đã lỗ luôn. Đúng như một cái cối đa lỗ. Thực sự luôn, nó chân thân đế của nó là toàn bộ nó là gang sắt hết. Đấy, lên nó lặng, lặng như cái cối đa lỗ. Hình thức, kể cả nước sơn còn rất đẹp luôn. Đó nhá, màu sắc nó rất đẹp và nước sơn cũng đẹp luôn. Cái màu này là màu nguyên bản của nó luôn. Đấy. Thế nên là những chiếc quạt chất này các bác có thể là về trưng bày. Về trưng bày hoặc làm quà biếu tặng. Nó là một chiếc quạt cổ. Đấy, để mà trưng bày thì trong phòng khách hoặc phòng làm việc của mình cũng rất là tuyệt vời luôn các bác nhé. Gọi là mít cánh bàng, rất là tuyệt vời. Chiếc này là giá rất hợp lý ở bây giờ, chứ nếu như mà dạo trước thì nó giá của nó thì chát lắm, các bác cũng không lạ gì đâu. Mã số 97 và có giá là 5.600.000 đồng. Bác nào quan tâm thì alo cho em nhé. Những chiếc này thì quạt cổ đấy, lặng như cái cùm, lặng rất là lặng, nó là như là cả một cái ấy luôn, rất chất. Nó lại hình thức của nó, kể cả là cánh kiếp nó rất đẹp luôn, mọi hình thức của nó không chê nó điểm gì luôn, không chê nó được. Mã số 97 và có giá là 5.600.000 đồng cho các bác sưu tầm để các bác chơi nhé. Tiếp theo thì rất lâu rồi nhé các bác nhé, chắc là phải độ khá lâu rồi thì em lại về được một chiếc Fuji. Đây là chiếc này Fuji, là chiếc này màu tím, chiếc này chiếc màu tím là rất là hiếm luôn. Để các bác thấy được từ bên Nhật cũng như là cái độ đẹp, độ bóng của một chiếc quạt này màu tím này, nó là chiếc này là màu tím than, rất là hiếm luôn, cũng là cánh ngược. Đấy, chiếc này là dòng Fuji cánh ngược nhá các bác nhá. Cánh ngược ý là nó chạy ngược so với những cái dòng thông thường khác. Đấy. Những chiếc này thì có lẽ bản chất của nó cũng rất là ok. Mấy hai nữa là chiếc này được cái là cái lồng mạ này lồng mạ rất là mới luôn. Đấy. Cái lồng mạ này rất là mới luôn nhá các bác nhá. Đấy. Được cái lồng mạ mặt sáng sủa này, các bác nhìn nhá, sáng loáng loáng luôn ý.
Đây, mặt cái lồng mạ này là sáng này. Hình thức của nó thì đúng là cũng dòng chóp đầu đạn ốc chí, cũng là có là dòng cánh vinh. Nó là vinh nhưng mà dòng cánh ngược chỉ có Fuji mới có thôi các bác nhá. Fuji mới có những dòng cánh vinh, cánh ngược này. À, gió của nó cũng rất là ok luôn. Đấy. Mấy hai nữa, phần trước này là phần lốc này. Đây cái này phần này là cái phần ôm này là lốc này. Đấy, kiểu như là lốc mở. Dạng nó như vậy. Mấy hai nữa trước này thì nó đẹp từ chân thân đẹp lên. Các bác nhá, đẹp. Gang sắt đẹp. Trước này thì thực sự luôn, nếu để mà bóng đẹp như sừng như sứ luôn, gần như là chất lượng. Cái độ đẹp, độ bóng của nó, tay sờ mướt tay luôn, quá mát tới tay luôn. Đấy. Từ chân thân này, chân thân này. Đấy. Tất cả từ những cái thân cổ ốc át này, những cái dòng này thì đúng là chất lượng thực sự luôn. Cánh tím đẹp, dây dợ cũng đẹp, phích cắm đẹp luôn. Tất cả của nó là đẹp luôn. Chiếc này thì đúng là thực sự luôn, là để đến bây giờ mà kiếm được những chiếc mà còn đẹp như này, nó thực sự luôn các bác, nó là cả một vấn đề, cả một quá trình. Các bác nhìn cái đít của nó bóng như soi gương luôn. Đấy. Cái dòng này nó chàng cuối xay, nó là bằng lốc. Đấy, dòng này là bằng lốc, nên là từ những chi tiết độ bóng mướt mượt, lớp sơn của nó cực kỳ là bóng luôn, mướt luôn. Đấy. Kể cả chân thân cũng thế nhá. Đấy. Chân thân cũng vậy. Nói chung là để mà hình thức cũng như là cái dáng đẹp của chiếc này, chiếc cọt cổ này. À, cái lồng mạ này, sờ tay là mướt mượt luôn. Sờ tay mướt luôn. À, còn tất nhiên là cổ thì mình phải hình dung là nó đạt bao nhiêu phần trăm thôi. Tức là cái độ mới, độ đẹp của nó. Các bác nhìn thì các bác cũng thấy sướng rồi. Chơi quạt thì thực sự luôn là ai cũng muốn hướng đến cái đẹp. Chứ không ai muốn mình sở hữu những cái quạt xấu à. Tem chiếc này thì đời này nó tem của nó nằm ở dưới đít nhá. Các bác nhá. À, tem của nó đây. Đấy. Đế của nó quá đẹp luôn. Mà một chiếc cực kỳ là chất. Cái dòng Fuji cánh ngược này gió rất hay. Gió cực hay luôn. Cũng như là cái độ lặng, độ đầm của chiếc này. Đấy, một chiếc quạt thực sự luôn là một chiếc quạt cổ. Chỉ có những bác mà yêu thích cái đồ cổ thôi thì là mình chơi những chiếc quạt này. Mà nó vừa gió chất nhá, gió này cũng êm nhá. Đấy, mấy hai nữa là nó là đồ cổ lặng trịch. À, chơi những chiếc như này thì không thể để chê nó được. Gọi là Fuji cánh ngược các bác nhá. Chiếc này là màu tím than. Hình thức, cái độ đẹp của nó là chuẩn chỉ luôn. À, chiếc này là mã số của nó là 99 và có giá là 6.800.000 đồng. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Giá rất là hợp lý thôi. 6.800.000 đồng cho chiếc Fuji cánh ngược này. Chắc cũng phải đến gần một năm nay thì mới lại có một chiếc như này xuất hiện. Rất lâu rồi các bác. Tiếp theo thì em sẽ lên cho các bác. Đây là một chiếc La Vương Miện Balacun. Chiếc này là chiếc La Vương Miện Balacun đời đầu các bác nhé. Nói để các bác hiểu là sao là người ta gọi là Vương Miện. Đấy, đời này là nó là lời đầu tiên, nó là nền tảng cho những chiếc Vương Miện sau này. Thì những cái dòng này thì nó sẽ cùng ra đời với những chiếc quạt cây có sải cánh 40 các bác nhá. Nó cùng với cái đời những chiếc quạt cây của Vương Miện Balacun có sải cánh 40. Chiếc này những đời này nó ra đầu tiên các bác nhá. Logo Vương Miện này. Vương Miện thì lúc đó là họ sẽ thiết kế ra ở vanh với cái logo này. Logo này các bác nhá. Đấy. Và chữ Balacun. Balacun là nó nằm bên trên các bác nhá. Đấy, Balacun này các bác nhá. Nó lét căng luôn. Chuẩn chỉ luôn cái đời này là đời La Vương Miện. Lồng trước của bản này nó là lồng mạ nhá. Lồng trước của chiếc này là nó là lồng mạ. Đấy. Lồng sau thì nó vẫn là lồng xi vanh thôi, như lồng trước lồng mạ. Và phần ốp áp này cũng là mạ này. Đấy. Cũng là mạ cái đôm này, sáng này. Hai nữa là từ chân thân thì đời Latuna Vương Miện này, đây các bác nhá. Đấy. Và Balacun thì em nói rồi, nó là đời đầu tiên của những chiếc quạt mà có nền tảng về sau này.
Tức là sau này thì bắt đầu mới có những chiếc vương miện Balakun đời sau ra. Đấy. Chữ tất cả của nó là bằng đồng, vàng đồng hết, đồng luôn, kể cả vanh tất cả là bằng đồng hết nhá. Đấy. Rất là đẹp, đời đầu nó thiết kế rất đẹp. À, bên này là đây là đồng hồ cáp chỉnh góc quay, và bên trên này đồng hồ hẹn giờ các bác nhá. Đấy. Bên trên này là đồng hồ hẹn giờ. Đấy. Đời này thì nó là đời cổ, cái dáng của nó cũng rất đẹp mà họ trang trí cũng rất là đẹp luôn. Thân và nước sơn là sắc nét luôn. Nha, cũng là như là độ đẹp của nó luôn, rất đều luôn. Tức là một chiếc quạt là có kể cả cái độ đẹp của nó là vẫn còn rất sáng này, sáng sủa này. Các bác nhìn nha. Rất sáng luôn, để em xoay các bác. Các bác sẽ không gần như là không có tì vết, gần như không có tì vết luôn. Đó nha. Gần như không có tì vết luôn ở trên chiếc quạt này. Cái độ lì của chiếc quạt này. Cho đến đời này thì nó là phích cắm rời các bác nhá, nó là phích cắm rời. Cho đến thân gần như là cũng không có tì vết thôi. Là chân thân này. Gần như không có tì vết gì trước gì cả, gần như quá là ok luôn. Dây dợ thì quá là chuẩn rồi, cáp kiếc là không có lứt nát gì nhá, chứ vẫn trắng này. Đấy, dây là màu đẹp luôn này. Đấy. Có nghĩa là gần như không có lứt nát gì cả mà cực kỳ là đẹp. Nếu nói để mà đây là đây của nó là quá ok rồi. Đấy, cổ sạch sẽ, trắng đẹp, bầu đẹp. Nói chung là một chiếc La Vương Miện Balakun như đời này thì như thế này là quá là đạt rồi. Thật thực sự luôn các bác. Chơi những chiếc này thì đúng là cũng là tuyệt vời luôn đấy. Vì cũng là thứ nhất là mình sở hữu được cái đời đầu của nó. Thứ hai là chất gió. Và thứ ba nữa là nhất là các bác khi mà lớn tuổi rồi bao giờ cũng muốn sở hữu những chiếc quạt cổ mà có tên tuổi và có thương hiệu. Để mình thứ nhất là mình sử dụng về lâu dài, về sau này. Đấy. Những chiếc này thì thực sự luôn là nó cũng rất là ít chứ không có nhiều đâu các bác nhé, nó rất là ít luôn. Đấy. Và thì còn những chiếc nếu nó đẹp nó mới thì có giá khoảng trên 10 triệu cũng có cơ. Vì là cái nói chung là cứ đẹp mới đến đâu thì em bán đến đấy thôi. Các bác cảm thấy ok thì các bác liên hệ với em nhé. Chiếc này mã số của nó là 100. Chiếc này thì em đang bán ra với giá là 5.500.000 đồng. Bác nào thực sự quan tâm thì alo cho em nhé. Những cái mẫu Balakun đời đầu này thì rất là bán chạy. Vì là những chiếc này thì có bao nhiêu thì chả hết. Gần như là cánh 30 đấy, các bác nhé. Đời này nó là cánh 30. Rất là tuyệt vời luôn và lại giá hợp lý. Gió thì rất là êm. Những bác mà yêu thích cái đẹp hoặc nghệ thuật trong những cái dòng phẩm này, ưng chiếc nào thì các bác chủ động nhấc máy liên hệ với em nhé. Số điện thoại cũng là số Zalo của em luôn. Lần nữa thì em xin hẹn các bác ở video clip sau.